Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, với chiêu bài lợi dụng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức Tin Lành Đấng Christ bị phát hiện đang tập hợp lực lượng kích động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Song Thương đăng trên báo Công an Nhân dân, lật tẩy bộ mặt của tổ chức phản động Tin Lành Đấng Christ. Mưu đồ lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, tổ chức Tin Lành Đấng Christ do mục sư Tin Lành Ihinia sinh năm 1952, thành lập năm 2001, có trụ sở chính tại 114 Greensboro, North Carolina, Mỹ và một số chi nhánh tại Mỹ, Canada. Ihinia là người dân tộc ED gốc Đắk Lắk, nguyên đại tá Bộ trưởng Ngoại giao Funroba và hiện sống lưu vong ở Mỹ. Tên này luôn muốn thông qua tổ chức Tin Lành Đấng Christ để tập hợp lực lượng kích động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. Vì thế, hắn đã tìm mọi cách quy tụ các chức sắc tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Mỹ và Việt Nam để tập hợp lực lượng đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng. Hắn cùng các đối tượng cầm đầu, cốt cán khác, chủ trương câu kết, móc nối, lợi dụng các tổ chức phản động người Việt lưu vong để trục lợi cá nhân, đào tạo trực tuyến, chỉ đạo xuất cầm đầu trong nước hoạt động đấu tranh bất bạo động, củng cố phát triển lực lượng, thu thập thông tin, tài liệu về dân chủ nhân quyền gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực thù địch chống Việt Nam thông qua mạng xã hội, các diễn đàn quốc tế, vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử, đàn áp người dân tộc, và gia tăng hoạt động vận động tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế. Tổ chức Tin Lành Đấng Christ do Ihinia cầm đầu cũng có liên kết các tổ chức phản động người Việt lưu vong như Hội Người Thượng Đề Ga, Đảng Việt Tân, Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, Hội đồng Sắc tộc và Tôn giáo Việt Nam do Nguyễn Công Chính cầm đầu. Bọn chúng lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, dân tộc tôn giáo để chống phá Việt Nam, lợi dụng không gian mạng để đào tạo trực tuyến và thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, người thân, chuyên truyền phát triển lực lượng, hình thành để điểm nhóm sinh hoạt trong và ngoài nước. Cao điểm là tháng 10/2015, tổ chức Tin Lành Đấng Christ đã lôi kéo được hơn 400 đối tượng bên ngoài và phát triển lực lượng ở 9 tỉnh Đắk Lắk, Trà Vinh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum với 10 mục sư và 11 truyền đạo hoạt động tại 15 điểm nhóm với hơn 1.400 tín đồ. Những con bài của các thế lực thù địch phản động. Ngày 18/8/2021, sau khi bị bắt quả tang về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự năm 1999, ngoài việc nhận tội về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, đối tượng A Đảo đã khai nhận về việc tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ. Cụ thể, ngoài Ihinia thì Aga, A Đảo đều trú ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, có vai trò quan trọng trong tổ chức hoạt động này. Năm 2013, Aga trốn sang Thái Lan thực hiện chỉ đạo của Ihinia. Aga đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo phát triển Tin Lành Đấng Christ ở Tây Nguyên. Tháng 7/2014, theo sự chỉ đạo của số cầm đầu tổ chức Tin Lành Đấng Christ bên ngoài, Ihinia Aga, A Đảo cùng một tên khác là Inuen Aun ở Đắk Lắk ra Hà Nội gặp một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Văn Đài để cung cấp tài liệu, giấy mời, giấy triệu tập làm việc, giấy chứng nhận mãn hạn tù của các đối tượng tại Tây Nguyên, xuyên tạc chính sách tôn giáo, xuyên tạc vu cáo chính quyền Việt Nam, vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. Từ tháng 2 đến tháng 12/2015, số đối tượng cầm đầu tổ chức Tin Lành Đấng Christ ở bên ngoài tiếp tục giới thiệu chỉ đạo số tay chân trong nước gồm A Đảo, A Lum, A Hermum, A Trung, A Xã, A Vie, Y Huyên, A Đoàn, A Luyên, A Trang, Y Bét ở Kon Tum tham gia đào tạo, huấn luyện trực tuyến về nhân quyền, tự do tôn giáo quốc tế, hướng dẫn cách thức đối phó với chính quyền Việt Nam. Qua khóa học này, A Đảo quen biết Huỳnh Thục Vi, tự phong là Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhân quyền của tổ chức Việt Tân trong nước. Sau đó A Đảo, Y Bét, A Trung tiếp tục thông qua Huỳnh Thục Vi
để được gặp tiếp xúc với một số đoàn đại sứ với mục đích xin tiền phục vụ tiêu xài cá nhân. Tháng 7 và tháng 8 2016, A Đảo cùng Ibet xuất cảnh sang Đông Timor dự hội nghị tự do tôn giáo khu vực Đông Nam Á để trục lợi cá nhân và nhận số tiền thù lao là $500. Sau đó, theo chỉ đạo của Aga, A Đảo và Nathem đã tổ chức 3 đợt đưa 10 người dân tộc thiểu số xuất cảnh và định cư trái phép ở Thái Lan từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016. Đến đợt thứ 3, ngày 18 tháng 8 năm 2016, bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Sau khi bắt, cơ quan công an thu giữ $160, 49.735.000 đồng liên quan đến hoạt động phạm tội của A Đảo, củng cố tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với A Đảo về hành vi tổ chức người khác trốn ra nước ngoài theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự năm 1999, truy nã quốc tế đối với Aga về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Sau khi A Đảo bị xử lý, số quần chúng bị tác động ảnh hưởng khống chế theo Tổ chức Tin lành Đấng Christ tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước tỏ ra bất mãn, không tin tưởng vào Tổ chức Tin lành Đấng Christ, đồng thời viết đơn tự nguyện xin chuyển sinh hoạt theo hệ phái Tin lành đã được cấp quy chế pháp nhân và được cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để chuyển sinh hoạt tại các hệ phái Tin lành như Bắc Tít Liên Hiệp, Bắc Tít Nam Phương. Bộ khung tổ chức trong nước của Tổ chức Tin lành Đấng Christ cũng tự tan rã. Nhưng đến tháng 5 2017, theo chỉ đạo của Ihinia, một tổ chức phản động khác được nhen nhóm thành lập trong nước với tên gọi Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam, với ban điều hành gồm 4 đối tượng đều trú tại tỉnh Đắk Lắk: Izoi Bokong, con trai Ihinia, làm hội trưởng, 22 hội thánh tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk. Từ tháng 6 2017 đến đầu năm 2018, lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai đấu tranh quyết liệt với tổ chức phản động đội lốt tôn giáo này. Riêng tại Đắk Lắk, lực lượng an ninh công an tỉnh đã bóc gỡ hơn 30 đối tượng cốt cán. Tuy nhiên, với ý đồ sử dụng vấn đề tôn giáo như một chiêu bài chính trị để chống phá đảng nhà nước Việt Nam, xuyên tạc vu khống Việt Nam, đàn áp tự do tôn giáo, vi phạm dân chủ nhân quyền, các thế lực thù địch và phun rô lưu vong tìm mọi cách để phục hồi lại tổ chức phản động này. Tháng 9 2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, Aga hiện ở Mỹ đang bị cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, tách khỏi Tổ chức Tin lành Đấng Christ, chỉ đạo số đối tượng đã từng tham gia Tổ chức Tin lành Đấng Christ trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động. Đến tháng 9 2020, Aga chính thức thay đổi logo và tên gọi của Tổ chức Tin lành Đấng Christ thành Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, gọi tắt là Tổ chức Tin lành Đấng Christ, tự nhận mình là người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm 5 thành viên do A Đảo mới ra tù làm giáo hội trưởng. Thời điểm này, A Đảo lập Facebook tên Yose Đảo, liên lạc với Ihinen, Aga và số phản động người Việt lưu vong như Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Văn Đài và thường xuyên hoạt động trên không gian mạng, nhận chỉ đạo của các đối tượng trên và thu thập thông tin tài liệu cung cấp cho bên ngoài chuyên truyền phát triển lực lượng. Hoạt động lợi dụng cái gọi là Tổ chức Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. Bề ngoài, Tổ chức Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện, nhưng bên trong lại là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phương thức thủ đoạn hoạt động của Tổ chức Tin lành Đấng Christ không có gì mới, tương tự như Tin lành Đề Ga trước đây và Tổ chức phản động Hội thánh Tin lành Đấng Christ ở Mỹ hiện nay là tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở trong nước liên kết với các nhóm tin lành khác và đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số. Để phát triển tổ chức phản động của mình, Aga đã cộng tác liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nhóm Người thượng đứng lên vì công lý của E. Winbrop ở Thái Lan để tạo dựng phát triển các nhóm lõi, chuyên truyền phát triển cơ sở bên trong. Thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội, Aga đã kết nối với các đối tượng bên trong
để tuyên truyền củng cố niềm tin, lôi kéo mọi người tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ, mở rộng tín đồ, tập hợp lực lượng, từng bước công khai hóa hoạt động. Bên cạnh đó, AGA và các đối tượng phản động lưu vong khác tích cực móc nối, lôi kéo, hướng dẫn các tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền, mà thực chất chính là các buổi đào tạo cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền, tự do tôn giáo, đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự, hướng dẫn phương pháp thu thập, cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế, hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện. Với thủ đoạn này, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Tổ chức Tin Lành Đấng Christ đã phát triển được 82 trường hợp tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Phú Yên. Tuy nhiên, qua thu giữ tài liệu của chúng cho thấy, chúng khuếch trương thanh thế là đã gây dựng được 27 điểm nhóm với gần 700 tín đồ ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên và Trà Vinh. Sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nắm được toàn bộ hoạt động của tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cũng như hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng tham gia trong nước. Qua mời làm việc với các đối tượng liên quan, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ nhiều phương tiện tài liệu để thực hiện tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ cũng như hoạt động tập huấn trực tuyến của các đối tượng. Ngoài đối tượng A Đạo ở Kon Tum như đã nói ở trên, một trong những người tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk đó là Ikebrak, hay còn gọi là Amagun, sinh năm 1978, trú tại Buôn Kania 2, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn. Ikebrak là đối tượng phun rô bị xử phạt 8 năm tù về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết. Năm 2013, sau khi ra tù được 1 năm, Ikebrak lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm phun rô và bị cơ quan công an đấu tranh xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là quản nhiệm điểm sinh hoạt Buôn Kania, sau khi được liên lạc lôi kéo, Ikebrak đã đồng ý tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và được AGA giao cho làm thủ quỹ của ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3 2020 cho đến khi bị phát hiện, Ikebrak đã tích cực lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ Tin Lành sinh hoạt trong điểm nhóm tại gia của mình tham gia tổ chức Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác tích cực tham gia phát triển Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên trên địa bàn Đắk Lắk cũng bị xa lưới, như Inun Aun Ama David, sinh năm 1967, chú Buôn Pơ Quắc B, xã Ea Phê, huyện Không Bắc. Y Chớ Prong Ama Hanai, sinh năm 1972, chú Buôn Cơ Mơ Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột. Y Uyên Brắc Ama Hấp Muôn, sinh năm 1966, trú tại Buôn Kania Ba, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, những đối tượng này khai nhận được sự chỉ đạo từ AGA và các đối tượng cầm đầu bên ngoài đã đi tuyên truyền vận động lôi kéo những người thân trong gia đình, các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy, nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia. Để quảng bá cho tổ chức Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, theo chỉ đạo của AGA, dịp Tết Nguyên Đán 2021, Ikebrak đã cùng Inun En đặt in 100 cuốn lịch Tết Nguyên Đán 2021 mang biểu tượng của tổ chức Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên để phát cho tín đồ ở các điểm nhóm. Bản thân Ikebrak đã tập hợp gửi các bản tường trình báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo nhân quyền cho phản động bên ngoài để tập hợp báo cáo cho phản động lưu vong, phản ánh sai lệch các tổ chức quốc tế, gây sức ép làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, những đối tượng này cũng thừa nhận đã trục lợi cá nhân, ăn chặn và tự chia tiền từ số tiền mà các đối tượng phản động bên ngoài gửi về. Rõ ràng, từ những chứng cứ này phải khẳng định Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên chính là một tổ chức phản động xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, nhưng bên cạnh đó cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mỗi tín đồ tôn giáo bên cạnh việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.